Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thủy nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu, tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi em chào chị. Chào Pháp Thái, chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua nha. Địa chỉ nhà vườn em là Tân Khánh Trung, lớp giò Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0969553364. Đồng thời cũng là số Zalo của em ạ. Không mất thời gian cô chú anh chị, em lên mã số 1 ạ. M1 ạ. Cây 3 màu anh chị em. Cây có 3 màu. Tím tuyết, hồng tuyết và phụng hoàng lửa. Dạ em lo tán ạ. Tán ngang ở đây em ra được cho mình đó là 65 ạ. Chiều cao em ra được đó là 84 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M1 này em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k em bao gồm phí ship luôn nha cô chú anh chị. Dạ em nhanh xuống ạ. Lên mã M2 ạ. Cây tím bướm phơm tròn. Em ra tán ạ. Tán ngang đây em ra được cho mình đó là 57, chiều cao đây em ra được cho mình đó là 66, hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 9. Cây mã M2 này em giao lưu với cô chú anh chị là 220k nha. 220k em bao gồm phí ship luôn nha cô chú anh chị. Giảm lên xuống ạ. Lên mã M3. Một cây phất hồng sakura. Dòng này rất là chuộng quý em, do hoa rất là đẹp ha. Giảm lên tán ạ. Tán ngang đây em ra được cho mình là 55 ạ. Chiều cao đem ra được cho mình là 70 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình đó là hoành 16 ạ. Cây mã M3 này em giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. 260k cho mã M3, giảm xin xuống ạ. Lên mã M4 ạ. Một cây tím pháp lá cẩm thạch vàng quý anh chị. Phôi rất lực ạ. Dòng này hoa nó rất là sáng là do cái lá nó màu vàng á, nổi cái hoa lên. Giảm đo tán ạ. Tán ngang đem ra được cho mình là 63, chiều cao đem ra được cho mình là 72 ạ. Hoành đem ra được cho mình là hoành 23. Cây mã M4 này em giao lưu với cô chú anh chị là 550k nha. 550k em bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Giờ em xin xuống ạ. Lên mã M5 ạ. Một cây dưa hấu đỏ, form rất là đẹp luôn. Giờ em đo tán ạ. Tán ngang đem ra được cho mình là 42 ạ. Chiều cao đem ra được cho mình là 78 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M5 này em giao lưu với cô chú anh chị là 300k nha. 300k em bao gồm phí ship luôn nha cô chú anh chị. Giảm xin xuống ạ. Lên mã M6 ạ. Tiếp tục là một cây tím bướm ạ. Bơm tròn đặc ạ. Giảm đo tán ạ. Tán ngang đem ra được cho mình là 49. Chiều cao đem ra được cho mình là 60. Hoành nó đem ra được cho mình đó là hoành 11. Cây mã M6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 230k nha. 230k cho mã M6 á. Giảm xin xuống ạ. Lên mã M7 ạ. Một cây hồng gân hoa đậm quýnh cho em. Dạ, nó tán ạ. Tán ngang đem ra được cho mình đó là 53. Chiều cao đem ra được cho mình là 62 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình đó là hoành 12 ạ. Cây mã M7 này em giao lưu với cô chú anh chị là 240k nha. 240k cho mã M7 á. Em lên xuống ạ, lên mã M8 ạ. Một cây tiểu Ấn Độ à. Đang rực búp à. Em đo tán ạ. Tán ngang đây em đo được cho mình đó là 65 ạ. Chiều cao đây em đo được cho mình là 80 ạ. Hoành đó em đo được cho mình đó là hoành 13. Cây mã M8 này em giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. 260k cho mã M8 ạ. Em lên xuống ạ. Lên mã M9 ạ. Tiếp tục là một cây hồng gân hoa đậm muốn nha, này còn gọi là hồng sọc á. Em đo tán á. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 66 á. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 73. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 18 á. Cây mã M9 em giao lưu với cô chú anh chị là 320k nha. 320k cho mã M9 á. Em nhìn xuống á. Lên mã M10 ạ. Tiếp theo là một cây tím pháp lá cẩm thạch phơm đặc đang kẹo búp à. Em đo tán á. Tán ngang đem ra được cho mình á là 78 ạ. Chiều cao đem ra được cho mình là 65 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 24 ạ. Cây mã M10 này em giao lưu với cô chú anh chị á là 560k nha. 560k em bao gồm phí ship luôn nha cô chú anh chị. Thôi rất là to anh chị em. Dạ, em xin xuống ạ. Lên mã M11 ạ.
Cây ba màu. Dạ. Tím tiết trắng tiết và phụng hoàng lửa. Đo tán á, tán ngang ở đây em đo được cho mình là 58 á, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 69 á. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 19 á. Cây mã M11 này em giao lưu với cô chú anh chị á là 380k nha. 380k cho mã M11 á. Thôi rất là khoái á. Dạ em xin xuống ạ. Lên mã M12 ạ. Một cây 4 màu lửa anh chị ạ. Đỏ lửa, cam lửa, hồng lửa và ruby tím lửa. Phơm tạng đặc. Dạ em đo tán á. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 58 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 62 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 20 ạ. Cây mã M12 này em giao lưu với cô chú anh chị là 400k nha. 400k cho mã M12 ạ. Dạ em xin xuống ạ. Lên má M13. Một cây hồng sọc. Em đo tán ạ. Tán ngang đem ra được cho mình là 55 ạ. Chiều cao đem ra được cho mình là 62 ạ. Hoành ở đem ra được cho mình là hoành 17 ạ. Cây mã M12 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. 250k cho mã M13 nha cô chú anh chị. Dạ em xin xuống ạ. Lên má M14 ạ. Một cây hai màu tuyết của anh chị em. Tím tuyết và hồng tuyết siêu bông. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 49 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 62 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M14 này em giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. 260k cho mã M14 ạ. Dạ em lên xuống ạ. Lên mã M15 ạ. Một màu đỏ lửa. Tết mình chơi màu đỏ cho nó sáng với anh chị em. Kẹo búp à. Em đo tán á. Tán ngang đây em đo được cho mình là 65 ạ. Chiều cao đây em đo được cho mình là 78 ạ. Hoành đây em đo được cho mình là hoành 19 ạ. Cây mã M15 này em giao lưu với cô chú anh chị là 550k nha. 550k cho mã M15 ạ. Đế quái luôn cô chú anh chị ạ. Dạ em nhìn xuống ạ. Lên mã M16 ạ. Một cây đỏ lửa. Em đo tán ạ. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 62 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 78 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 17 ạ. Cây mã M16 này em giao lưu với cô chú anh chị là 450k nha. 450k cho mã M16 ạ. Giờ em xin xuống ạ. Lên mã M17 ạ. Tiếp tục là tím bướm anh chị em. Cây đang phun nụ ạ. Em đo tán á. Tán ngang đây em đo được cho mình là 52 ạ. Chiều cao đây em đo được cho mình là 68 ạ. Hoành đây em đo được cho mình là hoành 10 ạ. Cây mã M17 này em giao lưu với cô chú anh chị là 230k nha. 230k em bao gồm phí ship luôn ạ. Dạ em xin xuống ạ. Lên mã M18 ạ. Một cây cành vàng lá ngọc trắng hồng. Phơm dày đặc với anh chị em. Dạ. Em đo tán á. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 56 á. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 83. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 13. Cây mã M18 này em giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k cho mã M18 á. Em nhìn xuống á. Lên mã M19 á. Em đo tán á. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 52 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 72 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 20 ạ. Cây mã M19 em giao lưu với cô chú anh chị là 350k nha. 350k em bao gồm phí ship ạ. Cây này hai màu quýnh cho em. Dạ. Vàng hoàng kim và ruby hồng. Dạ em xin xuống ạ. Lên mã M20 ạ. Một cây tiểu Ấn Độ một cốt ạ. Cây rất đẹp quýnh cho em. Phơm dày đặc và đang full búp. Tán ngang đây em đo được cho mình là 53. Chiều cao đây em đo được cho mình là 77 á. Hoành đây em đo được cho mình là hoành 19 á. Cây mã M20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k cho mã M20 ạ. Dạ em nhìn xuống á. Lên mã M21 á. Cây cát chùm. À. Ba màu anh chị em, màu hồng, màu đỏ và màu trắng phớt hồng. Dạ em đo tán á.
Tán ngang đây em đo được cho mình là 47 á, chiều cao đây em đo được cho mình là 60 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 12 ạ. Cây mã M21 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. 250k cho mã M21 ạ. Dạ em xin chú ạ. Lên mã M22 ạ. Một cây dưa hấu đỏ à. Đàn chi chích búp à. Dạ. Đồ tán ạ. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 49 ạ. Chiều cao đem ra được cho mình là 76 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M22 này em giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k cho mã M22 ạ. Em nhìn xuống ạ. Lên mã M23 ạ. Một cây dưa hấu hồng cẩm thạch đúng không em? Dạ, em đo tán ạ. Tán ngang đây em đo được cho mình là 49 ạ. Chiều cao đây em đo được cho mình là 55 ạ. Hoành nó đem đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M23 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. 250k cho mã M23 giảm nhanh xuống á. Lên mã M24 á. Cây ba màu tuyết á, hồng tuyết, tím tuyết và trắng tuyết, dòng này siêu bông nha. Dạ. Ba màu siêu bông. Em đo tán á. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 52 ạ. Chiều cao đây em đo được cho mình là 74 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 18 ạ. Cây mã M24 này em giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k cho mã M24 ạ. Lên mã M25 ạ. Một cây hồng tuyết á, một cốt phơm tròn xe của anh chị em. Em đo tán á. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 55 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 59 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 10 ạ. Cây mã M25 này em giao lưu với cô chú anh chị là 220k nha. 220k cho mã M25 ạ. Dạ, cây mã M25 này cũng là cái cây cuối trong clip của em ạ. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ em ạ. Dạ, chào cô chú anh chị, chào Pháp Thái. Rồi, thì những cái mã số đại diện cho quý cô chú anh chị em mình xem lựa chọn ha. Ngoài những cái mã số thì còn có số lượng nha. Quý anh chị em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp với chị Thủy nha. Pháp Thái Việt chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha.